NDTEO màn hình 880 cho BMW Serie 3, hoàn toàn là plug and play, cắm jack toàn bộ. Đây là mục multimedia, mục này sử dụng để nghe nhạc, nghe FM, ổ cứng CD, Bluetooth USB. Đây là mục telephone, mục này là kết nối điện thoại. Đây là mục bản đồ. Connect device thì hầu hết ở Việt Nam đều không dùng bản này bởi vì không thể kết nối internet từ cái mục connect device này. Mục này là mục các cái thông tin bảo dưỡng, bảo xăng, bảo dầu và cài đặt của xe. Atra setting, mục này là mục cài đặt hiển thị cảm ứng. Thì chúng ta chỉnh cái mục này. Đây là cái mục thông báo lỗi. Đó, giao diện ID6 như này.